Anh chị nào cảm thấy chiếc điện thoại của mình nó chạy quá chậm hoặc là chạy không ưng ý và bộ nhớ của mình lưu trữ không có nhiều hình ảnh, video mà lại báo bộ nhớ đầy, tại sao lại như thế? Vấn đề là do đâu? Thì mời anh chị và các bạn xem video này. Cách xử lý rất đơn giản nhưng đa số người sử dụng lại không biết làm. Hôm nay, kênh YouTube Giang Huy 93 sẽ hướng dẫn anh chị làm điều đó với những thao tác cực kỳ là đơn giản. Trong chủ đề video hôm nay, em sẽ hướng dẫn anh chị sử dụng chiếc điện thoại của mình ít tiêu tốn bộ nhớ. Và rất là nhiều khán giả xem YouTube của em có gọi điện cho em và bảo rằng cái điện thoại không có lưu gì mà nó báo bộ nhớ, hoặc là những cái điện thoại ngày xưa người ta đã mua lâu rồi và bây giờ người ta không có nhu cầu đổi điện thoại hoặc là không có tiền để đổi, vẫn xài cái điện thoại cũ đó, thì làm sao để tinh chỉnh, xóa những cái ứng dụng an toàn, xóa những cái mà không cần thiết trên bộ nhớ máy để cho chiếc điện thoại của mình nó nhẹ máy và nó chạy được trơn tru hơn, mượt mà hơn và có thể sử dụng thêm một khoảng thời gian nữa. Thì sau đây em sẽ hướng dẫn anh chị cách làm rất là đơn giản. Đối với những cái chiếc điện thoại mà nó gây nên tiêu tốn dữ liệu của anh chị thì anh chị xem cách sau. Đây là cái cách chung, và nếu như anh chị vào trong cái mục mà em hướng dẫn vẫn không có những cái mà em hướng dẫn đó, nghĩa là điện thoại anh chị đời đã sâu, hệ điều hành đã cũ và nó không hỗ trợ tính năng đó, anh chị lưu ý giúp em. Và sau đây em xin bắt đầu hướng dẫn cho anh chị như sau. Đầu tiên, muốn giải phóng bộ nhớ của điện thoại thì anh chị bấm vào bộ sưu tập. Anh chị bấm vào 3 chấm. Và anh chị tiến hành bấm vào thùng rác. Sau đó, trong thùng rác này là những cái mà anh chị đã xóa nó đi. Và anh chị tiến hành bấm làm trống. Làm trống thùng rác. Đây là chiếc điện thoại Samsung, nó sẽ hiện lên cái chữ là làm trống thùng rác. Còn đối với những chiếc điện thoại khác thì nó hiện na ná kiểu như thế. Anh chị lưu ý giúp em. Bước thứ hai, trên chiếc điện thoại Samsung thì anh chị nhấn giữ cái phím tối ưu hóa này ra. Cái phím tối ưu hóa này thì em đã hướng dẫn trong rất là nhiều video rồi. Và trong video này em sẽ nhắc lại cho anh chị nào chưa biết hoặc là chưa làm. Thì anh chị chỉ cần nhấn vào khoảng trống và anh chị chọn vào chữ Widget. Anh chị lưu ý là nhấn vào khoảng trống, không được nhấn lên cái ứng dụng, chọn Widget. Thì ở đây nó sẽ xuất hiện cái dòng là chăm sóc thiết bị. Đối với những chiếc điện thoại đời cũ thì nó hiện là bảo trì thiết bị. Anh chị lưu ý giúp em ha. Thì mình bấm vào và mình bấm giữ nó để mình lôi ra. Lôi ra. Khi mà anh chị lôi ra, nó hiện lên một cái cài đặt đề xuất như thế này. Thì anh chị bấm nút trở về. Thế là xong. Lúc này anh chị tiến hành bấm vào chữ tối ưu hóa để nó xóa những cái ứng dụng, những cái bộ nhớ điện không cần thiết của anh chị mà trong quá trình sử dụng ứng dụng gây ra. Và em nhắc với anh chị luôn, em không phải là một YouTuber chuyên nghiệp, em không có lên kịch bản và em nói những cái gì mà em hiểu biết, nên là đôi khi em nói lắp hoặc là em nói sai là mong quý vị xem thông cảm. Có rất là nhiều bình luận vô bảo em á là nói lắp, nói sai, nói này nói nọ, em không quan tâm. Bởi vì em không phải là một YouTuber chuyên nghiệp, em chỉ hướng dẫn mọi người sử dụng chiếc điện thoại của mình được ngon hơn và em không có thu bất kỳ đồng tiền nào của anh chị. Nếu anh chị thấy thích thì xem, không thích thì thôi, em xin chân thành cảm ơn. Và video sẽ được tiếp tục ngay sau đây. Sau đó, bước tiếp theo, anh chị sẽ tiến hành bấm vào mục cài đặt. Anh chị bấm vào ứng dụng
Đối với một số dòng điện thoại, ở đây nó sẽ hiện là quản lý ứng dụng. Nhưng anh chị kiếm cái dòng chữ nào, miễn sao nó có hai từ ứng dụng là anh chị bấm vào, anh chị tích vào đây. Khi anh chị tích vào, anh chị sẽ thấy vô số những cái app mà anh chị cài vào trong đây. Đây là một cái ứng dụng báo mới 160 mới. Thì anh chị thử bấm vào xem, đây là ứng dụng báo mới. Em sẽ hướng dẫn cho anh chị cái cách xem cái ứng dụng này dung lượng thật của nó là bao nhiêu, mà tại sao nó hiện ở đây là 160 mới. Anh chị bấm vào và anh chị kéo lên. Lưu trữ dùng 160 MB trên tổng số bộ nhớ trong, và mình bấm vào lưu trữ. Anh chị lưu ý nha, khi mà anh chị bấm vào một cái ứng dụng nào đó thì anh chị đi tìm ngay chỗ cái lưu trữ và anh chị bấm vào. Sau khi anh chị bấm vào thì cái ứng dụng này nó hiện cái kích thước là 65 MB, 65,57 MB, chính xác là như thế. Thì tại sao tổng là 160 MB? Nghĩa là trong quá trình sử dụng, bộ nhớ điện nó sinh ra là 82,24 MB, kèm với đó là dữ liệu mà nó lưu lại là 11,96 MB. Những cái dữ liệu và những cái bộ nhớ điện này là không cần thiết. Một là anh chị có thể là xóa dữ liệu, hai anh chị có thể xóa bộ nhớ điện. Nếu anh chị muốn an toàn, anh chị xóa bộ nhớ điện. Bởi vì sao? Nếu như anh chị xóa dữ liệu hay một số cái mà anh chị lưu từ báo mới về nó sẽ mất. Anh chị lưu ý điều này giúp em. Còn thật sự những cái ứng dụng báo mới này là không cần thiết, anh chị cứ xóa dữ liệu thôi. Sau quá trình anh chị xóa dữ liệu, ứng dụng của anh chị còn 65 MB. Và khi đó, điện thoại của anh chị đã được giải phóng 95 MB. Nếu như 10 ứng dụng như thế thì anh chị sẽ trống được khoảng gần 1 GB. Bởi vì 1 MB 1024 MB nó tương ứng với 1 GB, thì khi mà anh chị xóa như thế thì nó sẽ trống bộ nhớ anh chị ra một khoảng rất là nhiều. Và anh chị cứ làm như thế, đặc biệt là trong quá trình sửa chữa và chỉnh sửa đã 10 năm thì em thấy cái thực tế, cái mà anh chị chiếm bộ nhớ nhiều nhất là ứng dụng chờ gom này. Nếu như anh chị thường xuyên sử dụng, đây là ứng dụng chờ gom. Và khi anh chị bấm vào, anh chị cũng tiến hành bấm vào mục lưu trữ, sau đó anh chị tiến hành bấm vào quản lý bộ nhớ, và anh chị tiến hành chọn dòng cuối là xóa tất cả dữ liệu. Anh chị lưu ý là anh chị không được xóa tất cả dữ liệu của Zalo và Facebook và Messenger. Anh chị lưu ý giúp em nha. Bởi vì sao? Khi mà anh chị xóa tất cả dữ liệu, nó sẽ bắt anh chị đăng nhập lại. Nhiều khi anh chị quên mật khẩu, rất là phiền. Đây là ứng dụng Cốc Cốc. Và anh chị vẫn phải bấm vào lưu trữ. Video này có thể là hơi dài, nhưng em sẽ hướng dẫn anh chị được chi tiết hơn. Quản lý bộ nhớ. Và anh chị lưu ý là chọn dòng xóa tất cả dữ liệu. Riêng đối với những cái game, đặc biệt là những cái game liên quân hay là những cái game nào mà mấy đứa nhỏ nó hay chơi, nó chiếm bộ nhớ rất là nhiều nha anh chị. Nên là anh chị đừng bảo sao tại sao cái điện thoại anh chị nó chiếm bộ nhớ nhiều quá, mặc dù là mình không có lưu trữ bao nhiêu. Đó, đây là cái ứng dụng. Đây là cái ứng dụng game. Anh chị nhớ nha. Ví dụ như đây là cái ứng dụng game nè. Thì khi mà anh chị bấm vào một lưu trữ, anh chị không được bấm xóa dữ liệu. Bởi vì sao? Bấm xóa dữ liệu cái game đó nó sẽ chơi lại từ đầu. Hoặc là cái ứng dụng đó là phải bắt đầu sử dụng lại từ đầu. Anh chị chỉ có thể là bấm vào xóa bộ nhớ điện thôi. Còn nếu như mà cái game này mà không chơi nữa thì anh chị có thể xóa nó luôn, bằng cách là tiến hành bấm vào chữ gỡ cài đặt như này. Rồi sau đó đại lý Shopee. Ví dụ như đây là cái ứng dụng in thẻ cào điện tử của em. Hiện tại là nó 1,28 GB. Đây là một con số chiếm bộ nhớ rất là lớn, bởi vì em xài cũng một vài năm rồi,
Và bây giờ em tiến hành bấm vào. Và em bấm vào một lưu trữ nè. Khi đó nó sẽ hiện lên là ứng dụng chỉ có 82 MB thôi, một cái ứng dụng rất là nhỏ. Nhưng dữ liệu mà nó in, dữ liệu mà nó chiếm tới 1,2 GB là một cái dữ liệu nó chiếm bộ nhớ rất là lớn. Thì em xài thì em gành. Thật ra đối với những cái dữ liệu này đối với em là không có quan trọng, em cảm giác không quan trọng thì em xóa nó đi thôi. Sau đó bộ nhớ của mình sẽ được giải phóng và còn trống lại là 81,95 MB, đúng như cái ứng dụng này của nó chiếm được. Mình trở về, lúc này anh chị thấy ở đây nó chỉ có 81 phẩy mấy thôi, nó giải phóng được hơn 1 GB. Thì nãy giờ nếu như làm cách như thế thì mình có thể trống được khoảng tầm hơn 1 GB, gần 2 GB rồi, một con số rất là lớn. Đây, ví dụ như cái ứng dụng Facebook nè, anh chị bấm vào, rồi anh chị bấm vào lưu trữ. Anh chị nên nhớ chỉ có thể là bấm xóa bộ nhớ điện thôi, anh chị đừng có xóa dữ liệu của nó. Khi anh chị xóa dữ liệu của nó là anh chị nó sẽ bắt anh chị đăng nhập lại. Có khi anh chị không lưu mật khẩu trên thiết bị, anh chị phải bắt buộc phải nhập mật khẩu. Trừ khi là anh chị có nhập mật khẩu và có lưu mật khẩu trên thiết bị thì nó tự động nó đăng nhập lại thôi. Còn không là nhập lại mật khẩu, lúc này sẽ gây khó khăn với anh chị. Đối với những cô chú lớn tuổi, đó là một việc rất là khó khăn. Và đây, anh chị lưu ý cái dịch vụ của Google Play này nè. Nếu như vào một ngày đẹp trời nào đó mà cái dịch vụ Google Play này của anh chị mà anh chị tải không được, anh chị cứ vào dịch vụ Google Play, anh chị nhớ nha, bấm vào đây, xong anh chị kéo xuống chọn lưu trữ nè, và anh chị bấm quản lý bộ nhớ, anh chị tích vào quản lý bộ nhớ và anh chị kéo xuống cuối cùng, xóa tất cả dữ liệu của nó. Nó sẽ khôi phục về tình trạng mặc định. Và lúc này anh chị chỉ cần khởi động lại máy và bật trở lại là cái điện thoại này lại vào cửa hàng CH Play, tải ứng dụng bình thường. Đây em xem coi còn cái nào nữa không. Đây, ứng dụng Google. Đây là một cái ứng dụng vô cùng tiêu tốn dữ liệu của anh chị. Nếu như anh chị thường xuyên sử dụng, mình vẫn phải bấm vào lưu trữ, bấm vào quản lý bộ nhớ. Và cái Google là cái thật sự không có cần thiết, anh chị cứ bấm xóa tất cả dữ liệu của nó thoải mái, bấm OK. Rất là nhẹ. Và trong quá trình anh chị làm như thế này, anh chị làm xong anh chị tắt máy khởi động lại một phát là em nói anh chị cái máy anh chị chạy rất là mượt mà, và anh chị sẽ rất là bất ngờ vì điều đó. Nếu như không tin, anh chị có thể làm theo cách của em. Đây ví dụ ứng dụng Lazada nè. Ứng dụng Lazada, cái ứng dụng này thật ra là cài chơi thôi chứ không có xài cái gì hết. Nhưng mà không hiểu tại sao nó cũng phát, cái ứng dụng của nó cũng sinh ra rất là nhiều. Hiện tại cái ứng dụng này có cái tổng dung lượng của cái ứng dụng là 227 MB. Nhưng mà tổng ở đây là 529. Anh chị xóa dữ liệu, nó sẽ giải phóng dung lượng về mặc định. Dữ liệu Google Maps nữa nè, anh chị có thể xóa dữ liệu Google Maps. Và anh chị xóa những cái nào mà anh chị xem là thích hợp giúp em. Ví dụ như Office nè. Những cái mà nó có những cái bộ nhớ quá lớn, anh chị nên xóa nó đi. Và cái xóa cần thiết xóa nhất là cái YouTube. Cái YouTube nó tiêu tốn dữ liệu khủng khiếp. Rất là nhiều khách hàng mang cái chiếc điện thoại ra, mặc dù cái điện thoại lưu khoảng tầm chưa tới 100 tấm hình. Em vô em xem có vài cái ứng dụng, nhưng mà em thật là bất ngờ khi mà kéo xuống cuối cùng cái YouTube này nó lên tới hàng chục GB. Và anh chị chỉ cần bấm vào cái YouTube này và anh chị kéo lên tới cái chỗ lưu trữ, anh chị bấm vào đây. Anh chị nên nhớ, nếu như anh chị nào mà tải những cái video ở trên YouTube về nhiều quá thì anh chị tiến hành bấm xóa dữ liệu. Còn nếu như cái chỗ dữ liệu này mà ít á, hoặc là cái dữ liệu đối với anh chị á, là anh chị tải rồi nhưng mà anh chị không có nhu cầu xem, hoặc là anh chị có thể xem lại bằng cách tìm kiếm trên YouTube, thì anh chị nên xóa dữ liệu luôn cho nó nhẹ máy. Còn không, anh chị cứ bấm xóa bộ nhớ điện thôi. Nhưng cái tình trạng xóa bộ nhớ điện này nó sẽ không cải thiện cái vấn đề bộ nhớ của anh chị đâu, mà anh chị phải bấm xóa tất cả dữ liệu này nè, là lúc này nó mới giải phóng bộ nhớ được. Và anh chị nên làm tất cả các ứng dụng trừ Zalo, Facebook, Messenger ra. Đây,
lưu trữ, anh chị có thể bấm vào lưu trữ. Đây là ứng dụng Zalo, em sẽ hướng dẫn anh chị rất là chi tiết. Anh chị bấm vào lưu trữ nè, và anh chị xem dữ liệu ở đây nó sinh ra là 58 MB, và anh chị nên xóa bộ nhớ điện thôi. Bộ nhớ điện nó sinh ra là 55 MB và anh chị xóa bộ nhớ điện. Cái Zalo với cái Facebook, cái Messenger cực kỳ quan trọng, anh chị không nên xóa dữ liệu của nó. Và nếu như cái máy anh chị thật sự quá đuối, những cái máy như Samsung J2 Gym, J2 Go nè, rồi J330 vân vân, thì nó tương đối là đuối. Thêm một cái nữa, nếu như anh chị không cần xài một số ứng dụng hiện có trên cái máy của mình thì anh chị nên xóa nó đi. Ví dụ một ứng dụng nào đó mà anh chị cài vào mà anh chị không biết nó là ứng dụng gì, hoặc là lâu quá rồi không xài không nhớ, hoặc là vui vui cài, cài xong rồi bây giờ không có nhu cầu sử dụng nữa, thì anh chị tiến hành bấm vào những cái gì mà nó có chữ gỡ cài đặt thì anh chị có thể gỡ cài đặt được hết. Ví dụ như cái ứng dụng Shopee nè, bây giờ anh chị không xài thì anh chị bấm vào chữ gỡ cài đặt nè, anh chị gỡ nó ra, rồi anh chị bấm OK. Thế là xong, rất là nhàn, rất là khỏe luôn. Và anh chị xem nha, anh chị xem từng một như nè. Anh chị xem coi cái nào nó chiếm lưu lượng của mình nhiều thì anh chị xóa dữ liệu của nó nha. Ví dụ như cái Google Maps này nè, em thấy cũng nhiều nè, xong rồi anh chị bấm vào lưu trữ, rồi anh chị cứ xóa dữ liệu thôi. Cái này thật ra là không có quan trọng, chỉ có quan trọng là những cái ứng dụng mà anh chị xài hàng ngày là Zalo, Facebook, Messenger, TikTok thôi. Những cái ứng dụng đó thì mình nên hạn chế. Và cái nào mà anh chị cảm thấy xóa được thì xóa. Nếu không xóa được, anh chị nên tham khảo thêm kiến thức về những cái tính năng đó để anh chị làm cho nó chính xác. Sợ anh chị bấm bậy rồi cái điện thoại anh chị nó bị trục trặc gì đó rồi anh chị không biết chỉnh lại thì nó cũng phiền. Chỉ cần anh chị làm theo những cái điều mà em hướng dẫn, em chỉ dẫn trong cái video này, là bảo đảm anh chị nó sẽ không ảnh hưởng gì tới thiết bị của anh chị cả. Chẳng hạn như đây là một cái ứng dụng không cần thiết, thì khi mà mình bấm vào mình xem thử, ở đây nó có chữ gỡ cài đặt nè. Đây, ở đây nó có chữ gỡ cài đặt thì anh chị bấm vào gỡ ngay ra cho em. Thật ra thì mấy cái ứng dụng này rất là đơn giản, anh chị gỡ như thế nó không ảnh hưởng gì tới cái máy cả. Vì sao? Vì anh chị gỡ ra được thì anh chị cài vào được. Và video này nó chỉ có vậy thôi, nó rất là đơn giản, nhưng mà đa số là khách hàng lại không biết xài và không biết sử dụng cách này để làm tăng tốc thiết bị của mình. Sau đó anh chị tiến hành tắt nguồn và khởi động lại thiết bị và tận hưởng cái cảm giác là cái thiết bị của mình, bộ nhớ nó sẽ quay về cái tình trạng là trống nhiều bộ nhớ để anh chị làm được nhiều việc hơn, chẳng hạn như chụp ảnh nè, quay phim nè. Và khi cái điện thoại anh chị trống nhiều bộ nhớ thì nó chạy trơn tru hơn, mượt mà hơn. Video đến đây là kết thúc. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong video sắp tới.